Thưa quý vị, từ chiều cho đến đêm qua, đoạn cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh qua địa phận của xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bị bao phủ bởi khói và bụi. Và điều này không chỉ gây khó khăn cho các tài xế mà còn trực tiếp khiến nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao vì tầm nhìn bị hạn chế. Khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 5, khói đen xám bốc lên từ đám cháy cỏ khô, rơm ở dưới bờ ruộng dọc tuyến cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua địa phận của xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông qua khu vực này. Khói đặc quánh phủ kín cao tốc khiến các tài xế phải chạy thật chậm để nhìn đường và vượt qua đám khói một cách an toàn. Tối ngày 1 tháng 5, đội tuần tra cảnh sát giao thông cao tốc số 7 thuộc phòng 8 của cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, hình ảnh khói đen mù mịt trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương chiều cùng ngày được xác định là do một người dân đốt đồng. Chính quyền cùng với người dân sau đó đã tham gia dập lửa và đến tối qua khói đã giảm dần. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản, không gây ùn tắc giao thông nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nguy hiểm.